đời bạc nhất là tình người. Cuộc sống chứa đựng vô vàn bí ẩn và biến đổi, nhưng có một sự thật tưởng chừng đơn giản mà luôn tồn tại, đó chính là đời bạc nhất là tình người. Tình người, mối quan hệ giữa con người với nhau, là ngọn lửa ấm áp, nhân nhóm trong mỗi trái tim. Nó là sức mạnh biết thấu hiểu, tôn trọng và yêu thương, mang đến niềm vui và ý nghĩa cho cuộc sống. Tình người không biểu hiện chỉ qua từng lời nói hay hành động, mà nó thể hiện trong những phút giây chia sẻ, trong lòng từ bi, trong khả năng lắng nghe và thông cảm. Đó là sự hiện diện khi bạn cần sự ủng hộ, khi bạn gặp khó khăn, và niềm tin vào sức mạnh của tình thân, tình bạn và tình yêu. Và trong bài chia sẻ ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu và suy ngẫm sâu hơn về chủ đề này để thấu hiểu tại sao đời bạc nhất là tình người và cách mà nó làm cho cuộc sống của chúng ta thêm phong phú và đáng sống. Đầu tiên, sách Nói Minh Triết kính mời quý vị hãy cùng lắng nghe câu chuyện này. Chồng Mai mất khi thằng cô thứ hai vừa tròn 3 tháng. Anh đi làm về, dựa lưng vào ghế và kêu đau đầu. Thế rồi anh đi, chẳng kịp nói với vợ câu nào, cũng chẳng kịp thơm thằng cô mới 3 tháng, hai má căng tròn, đang ngủ trong nôi. Mai đã muốn chết đi theo chồng, nhưng nghĩ đến hai con, lại gắng gượng sống. Mật sữa suy nhược, buồn Mai như con mèo hen, gầy gò, đen đủi, ốm o. Mẹ cô từ quê lên giúp con, gái chồng, cháu khi Mai hết thời gian nghỉ, tài sản thời gian trôi nhanh, Mai cũng ngôi ngoai dần, nỗi đau. Thằng cô cũng đã được 2 tuổi, mẹ cô về quê, còn ba việc đồng áng, ba mẹ con Mai nương tựa vào nhau. Một ngày, Mai đi khám, đám cưới người họ hàng, tình cờ có gặp Thiệu, anh đang trong quân đội, đã ly hôn. Thế rồi xin số điện thoại, rồi gọi điện, nhắn tin. Sự đồng cảm đưa hai người dích lại gần nhau. 6 tháng sau, Thiệu chuyển về ở cùng mẹ con Mai. Có Thiệu về ở cùng, Mai yên tâm đi làm. Ca có khi cô phải đi ca đêm, mọi việc ở nhà một tay Thiệu lo lắng. Thiệu xin đi kinh tế để có thời gian chăm sóc, đưa đón thằng cô con đi lớp mẫu giáo. Khi Mai đi làm về, bé lớn đi học về là cơm lành, canh ngọt. Mai được chăm sóc cả tinh thần và vật chất, nên cô óng ả hơn, béo tốt hơn. Thiệu chiều Mai lắm, cô ăn gì, thích gì, anh đều làm theo. Các con Mai gọi anh là ba, yêu thương và gần gũi. Thằng cô được anh chăm bẵm, tắm gội, đưa đón hàng ngày. Nó quý anh hơn mẹ. Thế rồi, chẳng hiểu Mai tỉ tê thế nào, hay Thiệu muốn toàn tâm toàn ý với gia đình mới, mà Thiệu xin nghỉ hưu sớm. Từ ngày nghỉ hưu, Thiệu càng chăm chút cho mẹ con Mai. Lương hưu hơn 6 triệu, Thiệu đưa Mai lo cho gia đình. Thi thoảng về thăm bố mẹ, thì Thiệu bảo Mai đưa chút ít biếu ông bà. Con chung của Thiệu và vợ, thì khi ly hôn, vợ Thiệu nuôi. Thiệu dành cho hai mẹ con tất cả tài sản nhà cửa. Anh ra đi tay trắng. Cho đến khi gặp Mai, nhiều lần Thiệu muốn hai người đi đăng ký kết hôn để Thiệu có danh phận rõ ràng. Còn hiếu lễ hai bên nội ngoại cũng là đỡ mang tiếng, kiểu góp gạo thổi cơm chung. Nhưng Mai không chịu. Sâu thẳm trong cô sợ lấy chồng thì gia đình nhà nội sẽ cắt mất suất đất mà họ chia cho con trai cô khi chồng cô chết. Nghe đầu giờ bán cũng vài tỷ. Thiệu buồn. Rồi thời gian cũng trôi nhanh. Thằng cô đã vào lớp 1, rồi lớp 2. Hai người vẫn sống kiểu góp gạo như vậy. Giờ Thiệu nhàn hơn. Con bé lớn học cấp 3, tự đi xe đạp điện. Cô con học tiểu học gần nhà, tự đi bộ đi học. Mai vẫn làm ca, đi về. Cô chỉ ngủ, cơm nước vẫn Thiệu lo. Rảnh, mấy ông hàng xóm rủ Thiệu đi câu. Thế rồi Thiệu ham, Mai không thích cho anh đi câu. Cô giận, dỗi, bóng gió đem cho hết cá trong tổ, không thèm ăn. Mai cho rằng đó là trò vô bổ, nhàn cư vi bất thiện, cả ngày beo nắng, dầm mưa, có gì hay ho cơ chứ, hơi đó để mà nghỉ. Nhưng cô đâu biết, cô đi làm cả ngày, tối về ôm điện thoại rồi ngủ. Cô đi làm đêm, thì cả ngày ngủ, các con đi học, mình Thiệu bơ vơ, trống trải trong căn nhà, vờ như là của mình. Thiệu buồn chứ, cô đơn chứ. Trước đây con Mai còn nhỏ, thì Mai cần Thiệu. Giờ đây, con lớn, thì Mai cần cái điện thoại hơn. Thiệu, ngoài lúc làm, về là Mai ôm cái điện thoại. Thiệu nấu gì, cô ăn nấy. Từ cái vệ sinh nhà cửa, bếp núc, nhà tắm, một tay Thiệu dọn dẹp. Bẩn, thì cô chê. Cô nói ở nhà làm gì mà để nhà cửa bếp núc bẩn như thế này.
Một chiều, Mai đi làm về, gặp Thiệu và bạn Câu đang ngồi ăn uống tại nhà. Cô khó chịu ra mặt, đã thúng động đi mắng chó, chửi mèo. Ba ông bạn Câu lặng lẽ chào gia chủ, đi về. Khách vừa về, Mai quay sang chửi Thiệu, đây là nhà tôi. Anh không có quyền dẫn khách về đây ăn nhậu, tôi không thể chịu được nữa. Anh mang mấy cái cần và số cá trong tủ đi đi, cho khuất mắt tôi. Đổ nát, rượu lỡ. Rồi Mai ném hết số cá trong tủ, vứt ra sân, mang quần áo Thiệu vứt ra sân, chìa khóa xe và điện thoại của Thiệu cô cũng vứt chồng chơ trên đống quần áo. Thiệu chơ vơ, đứng giữa đống cá và quần áo, phân vân không biết nên đi hay vào nhà, thì Mai đã đóng sập cửa lại. Vậy là hết, cánh cửa ngôi nhà đó đã khép lại với anh. Bao năm, anh chăm sóc, vun đắp từ khi thằng cô 2 tuổi cho đến giờ, từ khi Mai như con mèo hen, gầy gò, đen đủi, ốm nhách, cho đến giờ đã trơn lông, đỏ da. Khi Mai cần anh đã bỏ cả công việc để toàn tâm toàn ý cho mẹ con Mai. Giờ con Mai lớn, cô hất anh ra khỏi nhà như thế này đây. Tiểu cầm cái điện thoại, dắt xe đi. Tiếng cửa mở toang, cô con chạy ảo ra, thổn thức. Ba ơi, tối rồi mà ba mình vào nhà đi ba. Tiểu gỡ tay cô con ra, lên xe, phóng đi ra tận ngõ. Vẫn nghe tiếng nó gào lên, ba ơi. Quý vị thân mến, câu chuyện trên chỉ là một trong hàng ngàn câu chuyện có thật trên cõi đời này. Cuộc đời luôn tồn tại những con người như thế, bạc bẽo và vô tình. Vì Mai, Thiệu có thể để công việc ra sau, giúp Mai chăm con, làm lụng việc nhà. Còn Mai thì sao? Mặc nhiên hưởng thụ những điều đó, để khi đã vượt qua khó khăn rồi, thì lại muốn hắt hủi Thiệu đi. Mai thực sự đã không biết quý trọng tình yêu và sự chăm sóc của Thiệu trong suốt bao năm như thế. Để rồi, cái kết chính là sự kiện Mai đuổi Thiệu ra khỏi nhà. Câu chuyện này không chỉ nói lên một thực trạng phổ biến của xã hội, mà còn là một lời nhắc nhở về tình người, lòng biết ơn và khả năng thay đổi của con người. Nó cũng cho ta thấy rõ hơn một điều, rằng tình yêu và sự hy sinh sẽ không thể thay thế bằng tài sản và lợi ích cá nhân. Tiền bạc mãi mãi là một thứ được con người coi thậm chí là hắt hủi, bán đứng, nhưng chính những người yêu thương mình. Có tiền, mô tiền cũng được. Đây chính là câu nói mà bạn có thể nghe được ở bất cứ đâu và nó thể hiện rất rõ sức mạnh của đồng tiền trong xã hội này. Quả thật là vậy. Trong xã hội hiện nay, đồng tiền đóng một vai trò hết sức quan trọng. Nó có thể mang đến cho bạn rất nhiều thứ trên đời, nếu bạn có tiền. Tuy nhiên, nếu bạn chưa rơi vào tình cảnh thiếu tiền, bạn sẽ không biết cái gì gọi là tình người, mỏng như tờ giấy. Khi bạn nghèo, một số người từng là bạn bè, người thân lại sợ bạn sẽ bám lấy họ, đi trên đường, nhìn thấy bạn, nhưng lại vờ như không thấy. Đúng là tình người mỏng như tờ giấy. Cuộc sống có rất nhiều chuyện phải tự mình trải nghiệm mới hiểu được. Khi ở trong tình trạng sa sút nhất, sẽ rất ít người tình nguyện đến gần bạn. Xã hội bây giờ rất thực tế. Suy cho cùng, chính bản thân mỗi người vẫn phải tự mình phấn đấu. Dựa vào núi, núi có lúc đổ. Dựa vào người, người có lúc chảy. Vì vậy, vẫn là dựa vào bản thân mình là tốt nhất. Khi lâm vào hoàn cảnh sa sút, xin hãy ghi nhớ 3 điều dưới đây. 1. Nghèo không sợ. Đáng sợ chính là sa đọa, là từ bỏ chính mình. Trong cuộc hành trình của cuộc đời, chúng ta không thể tránh khỏi những thử thách và khó khăn. Tuy nhiên, quan trọng nhất là cách chúng ta đối diện và vượt qua những khó khăn này. Nếu bạn chọn bỏ cuộc và từ bỏ ước mơ của mình, thì đó mới thực sự là một thất bại. Cuộc sống thường không dễ dàng, nhưng điều quan trọng là bạn không bao giờ được phép từ bỏ. Hãy luôn duy trì tinh thần quyết tâm và kiên định, dù cho cuộc sống đưa ra bao nhiêu thách thức. Nếu bạn không bao giờ chấp nhận thất bại và không ngừng nỗ lực, thì cuộc sống sẽ dần mở ra những cơ hội và may mắn sẽ đến với bạn. Khi bạn đứng trước vực thẳm của khó khăn, đừng bao giờ tự bắt mình nản chí. Hãy nhớ rằng mọi khó khăn đều có thể vượt qua và cuộc sống không phải lúc nào cũng đầy cay đắng và đau khổ. Quan trọng là bạn có thái độ tích cực hay không. Hãy nhớ rằng, vận mệnh không phải lúc nào cũng không công bằng. Chỉ cần bạn đối mặt và vượt qua mọi thử thách một cách kiên định và tự tin, bạn sẽ có cuộc sống mà bạn mơ ước. Bất cứ lúc nào cũng đều phải học cách đứng vững một mình. Dựa vào chính mình, bạn sẽ không bao giờ thua cuộc. Những người thành công luôn hiểu một đạo lý: tất cả mọi thành tựu trong cuộc đời đều xuất phát từ chính bản thân họ.
không phụ thuộc vào người khác, bởi bố mẹ có thể bên cạnh họ mọi lúc và anh chị em cũng không thể giúp đỡ họ trong mọi tình huống. Chiếc phao cứu mạng cuối cùng vẫn chỉ là chính bản thân họ mà thôi. Trong cuộc hành trình, khi bạn đứng trước những khó khăn và thử thách, bạn sẽ nhận ra rằng, cuối cùng, chỉ có bản thân mình là người có thể đưa ra quyết định và hành động. Dù người khác có giúp đỡ, đó chỉ là sự hỗ trợ tạm thời, còn trách nhiệm chính là của bạn. Người khác giúp đỡ bạn, chẳng qua là đưa cho một chiếc lá, chưa bằng tự mình làm cây đại thụ, còn có thể hóng mát. Cho nên, dựa vào chính mình vẫn là đáng tin cậy nhất. Bạn phải biết, người khác vĩnh viễn chỉ là người ngoài. Họ giúp bạn, chẳng qua là nhất thời, không thể giúp bạn mãi mãi. Vì vậy, bất kỳ ai cũng không thể thay bạn gánh vác cuộc sống. Làm người cần có chí khí, đó chính là chìa khóa giúp bạn thành công. Đối mặt với khó khăn, đừng bao giờ oán trách, đau nên tự mình chịu khổ, phải tự mình gánh vác, càng không được đem nỗi oán hận của bản thân trút lên đầu người khác. Dù khó khăn thế nào, bạn có thể không có tiền, nhưng không thể không có chí khí. Người có chí khí, dù có thất bại, vẫn được người khác tôn trọng, tuy bại mà vinh. Đừng vì cuộc sống tạm thời khó khăn mà để bản thân cũng trở nên thấp kém. Người có thể nghèo nhất thời, chí không thể nghèo cả đời. Bạn bè không coi trọng ta, không định bợ, họ hàng không coi trọng ta, không tiếp cận. Thay vì cúi mình cầu xin một ai đó, hẹn mọn lấy lòng người khác, không bằng cắn răng, nhẫn nại, chịu đựng, chậm chậm từng bước đến về phía trước. Con người sa sút một lần, sẽ thấy rõ được nhân tình thế thái. Người trải qua một lần nghèo, sẽ biết ai phù hợp để kết bạn. Bạn bè không quan trọng về số lượng, mà là chất lượng. Không cần phải ở bên nhau mỗi ngày. Điều quan trọng là nguyện cùng bạn trải qua phong ba, bão táp, những tháng ngày khó khăn, đều rất khổ sở. Nhưng chỉ có bạn mới biết khổ nhường nào. Đối mặt với những người bạn đã từng quay lưng lại với mình, chắc chắn chúng ta phải kìm nén rất nhiều. Nhưng cho dù có như vậy, vẫn phải duy trì những mối quan hệ này, bởi vì đây là cuộc sống. Thưa quý vị, thế gian môn hình vạn trạng, người thì tính cách như những hạt tiêu cay, người lại như tầng tầng lớp lớp của vỏ hành, bóc mãi cũng không thể nhìn thấy điểm tận cùng. Lại có người, tâm nhãn như những hạt sen kia, dịu dàng, thuần khiết. Cũng có người nói, cuộc đời tôi giống như búp măng, đâm chồi nảy lá, cứ hướng thẳng mà vươn lên, không biết luồn lách. Ai một là một, hai là hai. Tính cách như vậy, tuy dễ đắc tội với người khác, nhưng tôi vẫn cứ là chính mình, là tôi của chính tôi. Nhân quả tuần hồi, thiện ác hữu báo, đó chính là điều tôi tin tưởng. Nhân sinh vạn trạng, suy cho cùng, cũng không nằm ngoài hai chữ tình người. Có đủ thứ tình người, muôn trạng vạn hình, vui, buồn, oán, giận, yêu, ghét, hận, thù, nghĩa nặng, tình thâm, kẻ ghét, người thương. Tất cả cũng chỉ gói gọn trong hai chữ tình người mà thôi. Có lúc tình người ấm như lửa, có lúc lại lạnh như băng. Khi ấm thì như ánh mặt trời, mang lại cho người khác cảm giác ấm áp, hiền hòa, như gieo mầm cội phúc. Khi lạnh lại khiến cho lòng người tê tái, lệ chảy, đôi dòng, ruột thắt từng cơn. Có lúc tình người giống như ly nước trắng, rời, không khỏi thiếu, không được vắng. Nó thì cuộc sống không còn sự sống, mà uống vào lại chẳng có tư vị gì. Vậy nên, nói có ích thì là có ích, nói nó vô dụng thì cũng là vô dụng. Con người chúng ta đứng trong cái cảm giác mong manh, dỡ có và không, đôi bên phụ thuộc lẫn nhau, trách cứ lẫn nhau, cảm ơn lẫn nhau, nương tựa với nhau và rồi cũng là hòa quyện lẫn nhau. Khi có tiền thì tình thâm, nghĩa nặng, đi đến đâu cũng có kẻ đón, người đưa. Hết tiền thì tình tan, sớm tối đi về, sầu đơn, bóng lẻ. Vậy nên, có câu, lúc khó khăn mới biết ai là bạn, khi hoạn nạn mới hiểu bạn là ai. Khi chúng ta có tiền, có địa vị, thì những người chẳng thân mà cũng chẳng gần ấy, gặp đâu cũng tay bắt mặt mừng, ra điều thân thích, chào đón, thường xuyên có công, có chuyện, chẳng cần ới gọi, nhưng cũng tự tìm đến. Nhưng đến khi chúng ta không tiền, không địa vị, khi ấy bạn sẽ phát hiện rằng có một số người biến mất, vô tâm, vô tích, không lý do, một cách khó hiểu, có tìm cũng chẳng gặp. Vâng, đó chính là cuộc sống, thế nhân, tình người,
Đôi khi cũng như tờ giấy mỏng, bạn càng có thì tiền giấy càng dày, càng đáng giá. Khi bạn thật là giàu có, thì tờ giấy còn dày hơn cả vàng, bạc, kim ngân. Đó là khi bạn quyền cao, chức trọng, tiền bạc rủng rỉnh. Còn khi xa cơ, lỡ vận, thì thấy đá mỏng này lại càng mỏng hơn. Sau cùng, đời bạc như trang giấy mỏng, tình người cũng tựa như chiếc thuyền linh đinh trên sóng nước. Lúc bạn tốt, thì sóng yên, gió thuận, đưa bạn vào bờ an toàn. Nhưng khi bạn xa cơ, thì sóng gầm, gió thét, chỉ cần không vững tay chèo là thuyền lật, buồn tan, nhẫn bạn chìm nơi tận đáy sâu. Đời là vậy, tình là thế, nhưng sinh ra làm kiếp người, có ai là thoát khỏi sông nợ, bể tinh. Con người vẫn cứ vì tình mà sống, vì duyên mà nợ. Kể đến người đi ấy, cũng chỉ bởi hai chữ nhân duyên. Khi duyên cạn, tình mòn, xa nhau đó là điều tất yếu. Vậy nên, còn duyên thì còn nợ, còn hận là còn sâu. Hết duyên, hết nợ, thì đôi đầu chia ly. Kỳ thực, kiếp người là quán trọ trần gian, sinh ra là trả nợ duyên. Còn khi xưa, mọi đau khổ hay vui buồn đến và đi trong đời ấy đều do định số. Sống, nếu có thể nghĩ thông, nhìn thấu, ắt sẽ được tự tại, an nhiên. Thưa quý vị, cuộc đời này không phải chuyện gì cũng như ý, trong các mối quan hệ cũng vậy. Thế nên, những người thông minh đều hiểu một chân lý, trong các mối quan hệ, làm gì cũng ở mức một nửa. Bạn từng nghe câu, hết 90% phiền muộn của cuộc đời đều xuất phát từ các mối quan hệ, chưa xong. Quan hệ giữa người với người, có gần, có xa, có ấm áp, có lạnh lẽo. Nhân tình thế thái chính là như vậy. Học cách dung dị với chuyện được mất, gần xa, tùy duyên, yêu hận, tùy ý. Đây mới là quan niệm xã giao của người trưởng thành. Thật sự, nửa thấu hiểu, nửa không, sao đâu. Con người sống ở đời, phong ba, bão táp không chừa một ai. Thời trẻ, nhiệt huyết, trong mắt chúng ta chỉ có mỗi bản thân. Khi tâm tình kích động, cơn tức giận bùng nổ, chúng ta không thể lắng nghe tiếng nói của người khác, không hiểu thấu nỗi khổ của đối phương, không biết suy nghĩ ở nhiều góc độ khác nhau. Đến khi nếm trải đủ vấp ngã, đắng cay cuộc đời, chúng ta mới biết được, cuộc sống chẳng bao giờ dễ dàng. Được thấu hiểu trong những lúc tủi thân là điều vô cùng may mắn. Người ta thường nói, khoan dung không phải là đạo đức, mà chính là sự thấu hiểu và vị tha. Khi đã nhận thức sâu sắc thế giới và con người, mỗi người đều có nỗi khổ riêng, không ai sướng hơn ai, cũng không ai khổ hơn ai. Thấu hiểu người khác là một loại lương thiện. Nói một câu thôi, bỏ đi, không sao đâu, cũng là một phần từ bi. Nửa cởi mở, nửa tùy duyên. Bạn có bao giờ bỏ ra rất nhiều tâm tư, tình cảm, nhưng cuối cùng không nhận về được bao nhiêu, hoặc bản thân không là gì trong mắt người khác không? Thỏ nhỏ muốn gì thì chỉ cần nỗ lực một chút là được. Nhưng khi lớn lên, mới hiểu, đời người hợp tan là chuyện thường tình, không thể tự sắp đặt. Trên suốt chặng đường đời, chúng ta sẽ phải đối diện với vô vàn cuộc chia ly, từ biệt. Có người còn gặp lại, có người vĩnh biệt, còn có người, tuy muốn gặp, nhưng tình đã hết. Những mối quan hệ không đồng đẳng, tự nhiên sẽ được thử thách bởi thời gian, chọn lựa. Không chung đường, tự nhiên sẽ có hai ngã rẽ riêng biệt. Đời người là một con sông dài, bất kể bắt nguồn từ đâu, cũng đều chảy theo hướng riêng, tự do trên hành trình của mình. Thế giới của người trưởng thành, một nửa là cởi mở, nửa còn lại là tùy duyên. Trên đời này, chẳng có bữa tiệc nào là không tàn. Hãy làm quen và dung dị với nó. Giữ vững tâm thái là quan trọng nhất, dành cho mối quan hệ, để ít nhất, khi chia tay, bạn sẽ bớt đau khổ. Chỉ khi biết chân thành, cho các mối quan hệ, tình cảm mới phát triển theo đúng hướng. Mất đi một người bạn, cũng đừng quá đau buồn. Thay vì thế, hãy cảm ơn lẫn nhau vì từng đồng hành qua một chặng đường. Duyên đến, trân quý. Duyên đi, dung dị. Nửa nhạt nhòa, nửa âm thầm. Bạn có biết rằng, mắt người có độ phân giải 576 megapixel, còn sắc nét hơn cả màn hình TV hiện đại không? Thế mà, chúng ta vẫn không thể nhìn thấu được lòng người. Khi ở đỉnh cao cuộc đời, con người có đủ đầy mối quan hệ, ai cũng vây lại lấy lòng. Đến khi rơi xuống vực thẳm, cái lợi biến mất thì người cũng tan. Vận mệnh bạc bẽo đến đáng thương. Chúng ta từng nông cạn,
cảm thấy bất bình trước thói đời bé bằng này. Sau này, trưởng thành rồi, mới hiểu, đời người lạnh lẽo là thế, phải biết tỏ ra bình thường trước mọi sự biến động. Tuổi trẻ, chúng ta xông pha nhiều nơi, quen biết nhiều người, tốn không ít thời gian, tiền bạc, sức lực để duy trì các mối quan hệ. Sau khi phồn hoa qua đi, mất hết uy quyền, bạn mới hiểu, tình người mỏng như tờ giấy. Người ta thường nói, khi nhìn thấu một người, không cần phải bốc trần họ mà phải âm thầm. Đây chính là trí tuệ người trưởng thành. Phải tiếp nhận những nhạt nhòa trong cuộc đời và càng phải biết bình tĩnh trước mọi đổi thay. Lời tạm biệt của người trưởng thành chính là lặng lẽ ra đi. Với người quan trọng, chúng ta tận lực báo đáp, chân thành, trân quý. Với người xấu xa, chúng ta cười và tha thứ, âm thầm, mạnh mẽ và sống thông minh hơn để không lặp lại sai lầm lần nữa. Nửa đời về sau, không cần xuất hiện quá nhiều người trong cuộc đời. Hạ thấp kỳ vọng mới sở hữu tự tại và an nhiên. Thưa quý vị, sống ở đời, những kẻ thích cười nhạo người khác hầu hết đều có hướng suy nghĩ nông cạn. Họ tự thấy bản thân ưu tú, cao hơn đối phương một bậc mà hoàn toàn không biết. Giữa người với người, vốn có sự tương đồng, chỉ là do vị trí, hoàn cảnh tạm thời khác nhau mà thôi. Mà những điều này rất dễ thay đổi. Những kẻ thích cười nhạo người khác thường tấm lòng cũng sẽ hẹp hòi, toàn tính. Ai lỡ đắc tội với họ, dễ bị đặt điều, vu khống, thậm chí gây thành tai tiếng, ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày. Những người như vậy sẽ không bao giờ hiểu được ý nghĩa câu nói, giúp người chính là làm lợi chính mình. Ai cũng có nguyên tắc và lòng tự tôn riêng, nên trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đừng quên đứng trên lập trường người khác để nhìn nhận, đánh giá. Người thật sự có trí tuệ sẽ luôn mở rộng tấm lòng, biết cách khiến người đối diện cảm thấy được tôn trọng. Làm gì cũng nhớ chừa cho mình một đường lui, vì mỗi chúng ta đều có nỗi khó, nỗi khổ riêng. Không ai là mười toàn, mười mỹ, cũng chưa ai dám chắc, bảo đảm sẽ đắc được ý cả đời mà tự cho quyền cười nhạo kẻ khác. Không chừng, mai kia, người giúp đỡ nhiều nhất lại là kẻ từng cười nhạo, gây khó dễ hôm nay. Cuộc sống này, đâu có ai hoàn toàn dễ dàng, nên đừng đảo lộn trắng đen, tuyên truyền thị phi, gây phiền phức cho người khác. Nếu biết cảm thông, chỉ một nụ cười hay lời động viên, thăm hỏi cũng có thể sưởi ấm ai đó cả đoạn đường dài. Được gặp nhau đã là một nhân duyên, chúng ta nên dùng trái tim chân thành để cảm ơn và trân trọng mỗi người bên cạnh, trân quý mỗi tháng ngày cùng nhau trải nghiệm. Ý nghĩa sự sống nên là dù làm người hay làm việc cũng đừng quên nhường một đường bước. Đây cũng là chừa đường lui cho hậu vận của chính mình, là giá trị quan tốt đẹp cần phát huy trong cuộc sống. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, nhiều người có quan điểm riêng về mục tiêu lớn nhất của họ. Một số cho rằng tiền bạc là điều quan trọng nhất, trong khi những người khác lại tôn vinh tình yêu như nguyên tắc sống, vì họ tin rằng, sống mà không yêu, thì đời người trở nên trống rỗng. Tuy nhiên, quý vị ạ, tiền bạc và tình yêu không phải lúc nào cũng là ưu tiên số một trong cuộc sống của chúng ta. Điều quan trọng hơn cả là khả năng tự quyết định và tạo lập cuộc sống theo cách mình mong muốn. Chúng ta, như con người, là người tạo ra giá trị cho tiền bạc và tạo nên ý nghĩa cho tình yêu. Tiền bạc có thể đến và đi, tình yêu có thể thay đổi qua thời gian. Nhưng khả năng kiểm soát cuộc sống và định hình nó theo ý muốn của mình là điều quan trọng. Cuộc sống có thể ngắn ngủi hoặc dài lâu, nhưng điều quan trọng là hãy sống với nó một cách ý nghĩa và theo cách mà bạn muốn. Hãy xem xét những giá trị thực sự quan trọng đối với bạn và đảm bảo rằng bạn đang đặt chúng lên hàng đầu trong cuộc sống của mình. Tiền bạc và tình yêu có thể là một phần quan trọng, nhưng hãy luôn nhớ rằng cuộc sống là hành trình riêng của bạn và hãy sống một cách đáng giá. Ai cũng thường không khỏi rơi vào trần tư suy nghĩ, xem mục đích của con người trong cuộc đời này là gì. Chưa bao giờ có một câu trả lời cố định cho câu hỏi này. Mỗi người đều có một cái nhìn hoàn toàn khác nhau về ý nghĩa của cuộc sống. Có người cho rằng thứ quan trọng nhất của một đời người là tiền. Ai cũng biết, giàu có thể giải quyết mọi phiền muộn. Những người đã từng nghèo sẽ có ham muốn tiền bạc đặc biệt mạnh mẽ, sẽ cố gắng hết sức để đổi đời và sống giàu có theo ý mình, không bị tiền bạc săn bẫy. Những người đã tận hưởng lợi ích của tiền bạc biết rõ nhất tầm quan trọng của tiền bạc. Những gì họ làm trong suốt cuộc đời của họ là sử dụng tiền để kiếm tiền và giữ nó. Có người cho rằng thứ quan trọng nhất của đời người chỉ là một chữ tình. Tình yêu, trên đời mới là ấm lòng nhất.
Chính vì ràng buộc của tình yêu mà chúng ta mới cảm nhận được ý nghĩa của sự sống, còn sự luân hồi của cuộc đời, sự đan xen của những cảm xúc và sự tham gia của tất cả các loại tình yêu có thể làm an ủi lòng người nhất. Con người ta có thể không có tiền, nhưng không thể tách rời chữ tình. Tình cảm gia đình, tình thân, tình yêu là những thứ khó có thể mua được bằng tiền, còn quan trọng hơn vật chất. Tất nhiên, dù là theo đuổi tiền bạc hay tình yêu, thì ở một mức độ nhất định, đều rất quan trọng. Nhưng đấy chỉ là mục tiêu theo đuổi của một số ít người và không thể đại diện cho tất cả. Trên thực tế, dù bạn có tiền hay không, dù bạn có đa tình hay không, bạn có thể sống cả đời. Và lý do tại sao hầu hết chúng ta rất mệt mỏi, thường là bởi vì chúng ta không thể làm những gì chúng ta muốn. Có người, dù giàu sang, phú quý, vẫn sống không hạnh phúc. Có người, dù không có tình yêu, nhưng vẫn sống sang chảnh, sung túc. Suy cho cùng, so với tiền, so với tình yêu, chỉ có một thứ quan trọng nhất, đó là hãy sống theo cách mình thích. Khi chúng ta theo đuổi những thứ vật chất, chúng ta chỉ muốn có một cuộc sống tự do, nhưng khát vọng tiền bạc không bao giờ dứt, chỉ không ngừng nuôi kỳ vọng cùng với bước chân của chính mình. Mức tiền khác nhau, tương ứng với những đóng góp khác nhau và trách nhiệm khác nhau. Tôi từng nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc hơn sau khi kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng giữa sự so sánh liên tục và kỳ vọng cao, tôi ngày càng trở nên khắt khe hơn với chính mình. Thật khó để có được hạnh phúc thực sự. Bạn có nhớ, hạnh phúc hồn nhiên, thuở nhỏ, chỉ được mua một cái kẹo hổ lô, cũng cảm thấy rất vui vẻ. Thực tế, bạn không cần phải quá khắt khe với bản thân. Không phải ai cũng có thể nắm vững quy luật làm giàu. Chỉ cần bạn đã cố gắng hết sức và đạt được điều mình muốn, trong khả năng của mình, bạn không cần phải so sánh mình với người khác. Chỉ khi bạn bằng lòng, bạn mới có thể hạnh phúc. Tiền bạc và hạnh phúc, không gì bằng, miễn đó là cách sống mình thích, mình thấy thoải mái nhất. Trong cuộc sống này, chỉ cần một người được sống theo cách mình muốn, thì dù không có nhiều tiền, cũng không thành vấn đề, vẫn có thể nhiệt tình sống. Kết hôn hay không kết hôn, khi nào, phụ thuộc vào bản thân mỗi người. Sống trong một thế giới phức tạp, phần lớn bất hạnh của chúng ta thường là do chúng ta quá quan tâm đến ánh mắt của người khác, để rồi sống quá gượng gạo. Nhiều người sống theo khuôn khổ và muốn dùng khuôn khổ đó để gò bó người khác. Nhiều người sẽ thuyết phục chúng ta kết hôn hoặc chúng ta sẽ không còn nơi nào để dựa dẫm. Nhiều người sẽ nói với chúng ta rằng chúng ta nên làm gì khi về già. Nếu bạn không hoàn thành những việc cần làm, và một thời điểm nhất định, bạn sẽ bị đối xử như một người lạ và có cái nhìn kỳ lạ. Vì vậy, nhiều người sợ mình không kịp vì lời nhận xét của người khác, thà chọn người mình không thích cả đời, cũng chỉ vì không muốn nhận lời chỉ trích của những người xung quanh. Người như vậy khó có thể sống hạnh phúc và tìm được con người thật của mình. Cuộc hôn nhân của mỗi người đều được định sẵn ngay từ đầu. Không phải ai cũng có thể bộc lộ tình cảm trong cùng một khoảng thời gian. Nhiều người phải trải qua một thời gian dài mới có thể gặp được mối nhân duyên tốt đẹp. Phải chăng những người đã kết hôn sẽ hạnh phúc hơn những người chưa kết hôn? Chắc chắn là không. Thà độc thân còn hơn lấy nhầm người. Một mình vẫn có thể sống hạnh phúc, kết hôn hay không kết hôn, khi nào là hoàn toàn tùy thuộc vào bạn, không liên quan gì đến người khác. Tình yêu không phải là giai điệu không thể thiếu trong cuộc sống. Đừng coi tình yêu là việc cần thiết trong thời gian của chính mình. Hãy sống cuộc sống của bạn, làm bất cứ điều gì bạn muốn để sống hạnh phúc. Cầu muốn gì được nấy, nói thì dễ, nhưng làm thì khó. Nguyên nhân khiến chúng ta nhiều lần không hạnh phúc, thực ra là vì chúng ta không thể sống theo cách mình muốn và khó sống theo cách mình thích. Trong cuộc sống này, có quá nhiều thứ có thể ảnh hưởng đến chúng ta, cũng có quá nhiều người có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta mù quáng nghe theo ý kiến của người khác và để bản thân được sống như những gì họ mong đợi. Thực ra, đó chẳng qua là do yêu cầu của chúng ta quá cao, luôn mơ tưởng đến những điều viển vông, muốn có nhiều tiền hơn mà quên đi sức nặng của sự mãn nguyện. Đó là bởi vì chúng ta luôn dễ dàng bị ảnh hưởng bởi người khác và quên đi tiếng nói bên trong mình. Thứ quan trọng nhất của đời người không phải là tiền, cũng không phải tình yêu, mà là tự do. Chỉ bằng cách làm bất cứ điều gì bạn muốn, bạn mới có thể có được hạnh phúc thực sự. Hãy sống bằng trái tim mình. Dù vật chất không nhiều, cũng không sao. Tình yêu không có, vẫn rất ổn. Hy vọng
chúng ta có thể không còn bị ám ảnh bởi những gì chúng ta không thể có được. Hạ thấp kỳ vọng, học cách hài lòng và hy vọng rằng chúng ta có thể sống hết mình và làm những gì chúng ta muốn. Hạnh phúc quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác. Đời người là một quá trình. Cuộc đời ngắn ngủi, như mây, như khói, lượn lờ, vẫn vít trần gian. Năm tháng, có cay đắng, có niềm vui, tưởng rằng rất dài, nhưng chỉ là thoáng qua. Mỗi người, mỗi con đường, mỗi cuộc đời, nếu có phiền não, thì hãy quên đi. Nếu có hận thù, thì hãy cho qua đi. Nếu có nỗi buồn, thì hãy để nó tan đi. Hãy học cách trân trọng bản thân và sống tốt cuộc sống này. Đừng quan tâm đến thói đời nóng lạnh. Đừng quên sự bình yên trong tâm hồn. Đừng quản thế sự hỗn loạn. Tất cả đều nằm ở tâm tĩnh. Đừng tính toán, so đo quá nhiều. Những vật bên ngoài chỉ là mây bay, gió thoảng. Cuộc đời, một đi, khó quay trở lại. Và thứ đánh mất trên đường đi là phong cảnh đẹp nhất. Đời người là một quá trình. Cuộc đời tuy ngắn ngủi, nhưng có ba ngày, hôm qua, hôm nay và ngày mai. Cuộc sống là một hành trình dài, có quá khứ, hiện tại và tương lai. Ba ngày này tạo thành ba giai đoạn của cuộc sống, và ba giai đoạn này tạo nên một cuộc sống trọn vẹn. Cuộc sống là con đường một chiều. Hãy trân trọng khoảnh khắc hiện tại. Đừng theo đuổi giàu sang, phú quý. Âm thanh của hơi thở bình tĩnh là đồng đều nhất. Đừng nghĩ đến việc vươn lên đỉnh cao. Câu chuyện về một phàm nhân mỉm cười cũng rất đẹp. Đừng đánh giá quá cao khả năng của mình. Khi xảy ra chuyện, đừng hoảng loạn, đừng nôn nóng, mới là cuộc sống không hối tiếc. Học cách trân trọng thời gian và bản thân. Học cách yêu cuộc sống và thiên nhiên. Buông bỏ mọi thứ không hài lòng và học cách đánh giá cao vận mệnh của chính mình. Thời gian trôi nhanh, cuộc đời thì ngắn ngủi. Trên con đường của cuộc đời, chỉ cần dừng lại một lát là có thể ngửi thấy hương hoa trong lòng. Có nắng, dù trời có mưa tầm tã, nó cũng là một cảm giác lãng mạn. Hãy học cách thích nghi. Thế giới dù có nóng, có lạnh, dù có nghịch cảnh, cũng phải vui vẻ. Năm tháng như dòng nước lớn, ngày này qua ngày khác, chạy về phía trước, khuấy động vào bàng hoàng. Thế gian có nóng, có lạnh, đừng quên bổ sung thêm quần áo. Mối quan hệ con người, lúc xa, lúc gần, đừng quên điều chỉnh tâm trạng. Hư danh, như có, như không, đừng quên trân trọng chính mình. Ngày tháng, vừa đắng, vừa ngọt, đừng quên vực dậy tinh thần. Nhìn mặt trời mọc từ phía này, khi quay lại, sẽ trở thành hoàng hôn. Mái tóc đen kia, trong nháy mắt, sẽ trở thành sương hoa. Những cảm xúc, khi quay lại, sẽ trở thành những vần thơ. Cuộc đời tuy ngắn ngủi, nhưng cảm xúc chân thật của thế gian tuôn trào như dòng nước dài. Núi cao, đường xa, đường xá gập ghềnh, làm nảy sinh ưu tư, phiền não, tận hưởng lạc thú trước mắt. Sương mù vô biên, tâm tình, ai oán, trăm năm xuân thu. Thời gian trôi qua, không cảnh xa xăm hiện lên. Cuộc sống ngắn ngủi, nên như nước, không dục, không cầu, không cạnh tranh với thế gian. Không đau khổ vì tiền bạc, chỉ cần sống vui, khỏe, không mệt mỏi vì danh vọng, chỉ sống theo lẽ thật, không sống hèn mọn, thấp kém, chỉ để sống trong sự bình yên của cuộc đời. Đời người ngắn ngủi, thế nên hãy sống trong một khung cảnh đẹp. Thế gian rộng lớn, thế nên hãy học cách đo lường cuộc đời từng bước một, xem nhẹ công lao và danh tiếng. Thế gian vô vị, vô ngã, cười vài tiếng, nhẹ nhàng. Sao phải bận tâm đến chuyện thế gian? Cuộc đời vốn ngắn ngủi, quên đi những muộn phiền. Sẽ có một khoảnh khắc, một công không cảnh và một tâm tình. Cuộc đời như làn khói, quên đi ưu phiền, sẽ có tư tưởng thành tịnh. Cuộc đời như nước, quên nỗi đau thì sẽ có một tu, một hành, một tâm. Sống ở trần thế, quên đi vinh hoa, sẽ có giác ngộ và thái độ làm người. Người sống trên đời nên học cách trân trọng bản thân, dùng sự nhiệt tình để tưới mắt cho cuộc sống nhạt nhẽo, giải thoát mình, nhìn rõ mình, hàng phục mình, hiểu biết mình, buông bỏ mình. Đừng sống quá mệt mỏi, quá cay đắng hay quá khó khăn. Hãy sống cuộc đời của mình một cách tuyệt vời. Đời người ngắn ngủi, hy vọng có thể già đi an toàn,
mà không chậm chạp hay chật vật. Trong sâu thẳm, thế giới phàm trần chỉ mong có thể chờ đợi khi hoa nở, mà không vội vàng, không nóng nảy. Hoài niệm về quá khứ, ước gì nhìn thấy ngọn đèn dầu, không tối, cũng không sáng. Quên đi nỗi buồn, mong có thể trân trọng bản thân, không vui mừng, cũng chẳng lo lắng. Nhân sinh, cao như núi, dài như sông. Học cách nghĩ thoáng, hài lòng, sẽ hạnh phúc. Học cách xem nhẹ cuộc sống, sẽ dễ dàng. Học cách đơn giản cuộc sống, sẽ êm đềm. Mỉm cười với cuộc sống, con đường sẽ ngày càng rộng hơn. Cuộc sống sẽ trở nên vui vẻ và hạnh phúc hơn. Và trong phần cuối của video chia sẻ ngày hôm nay, sách nói Minh Triết kính mời quý vị khán thánh giả cùng lắng nghe chuyện ngắn có tựa đề Cạn Duyên của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Đợi cho bà Phấn và ông Sơn ngồi xuống băng ghế vì thẩm phán, cầm tập hồ sơ, nhẹ nhàng phân tích. Ông bà đã chung sống cùng nhau được 46 năm. Cuộc sống ngày trước vất vả như vậy còn vượt qua được, tại sao bây giờ cả hai đã già còn đưa nhau ra tòa, đun xong siêu nước đổ vào hai chiếc phích. Bà Phấn lấy chiếc chảo nhôm cũ đặt lên bếp, sau đó bà xúc một thìa mỡ từ chiếc liễn sứ cho vào giữa chảo, đợi cho thìa mỡ tan chảy và bắt đầu sôi nhẹ. Lúc này bà thong thả cầm tám cơm nguội cho vào chảo rồi đảo đều tay, đợi chỗ cơm rang ngấm mỡ và săn lại, bà đập thêm quả trứng và cho thìa nước mắm vào trộn nhanh tay. Khi người cháu gái tỉnh giấc, trên bàn uống nước đã có hai đĩa cơm rang nóng hổi. Bà Phấn ôn tồn nhắc, thôi, đánh răng, rửa mặt, rồi ăn sáng cho nóng. Vừa xúc cơm rang ăn, người cháu gái vừa tấm tắc khen, trời lạnh như vậy, sao bà không ngủ thêm chút nữa cơ? Cơm rang của bà thì ngon tuyệt vời. Trưa nay, con xin về sớm. Đầu giờ chiều, con sẽ đưa bà lên huyện. Mọi việc bây giờ là tùy ở bà nhá. Đợi người cháu gái đi khuất, bà Phấn bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Sau đó, ngồi cạnh bếp lò cho ấm. Năm nay, tuy rét muộn, nhưng đợt gió mùa đông bắc khiến nhiệt độ giảm sâu. Có lẽ vì thời tiết thay đổi, nên cả đêm bà thấy đau nhức xương khớp, không sao ngủ nổi. Hồi mãi, cũng buồn, bà mở chiếc hộp gỗ nhỏ, lấy ra từng bức ảnh để xem. Ảnh của bà thời trẻ, được một phóng viên quân đội chụp hồi bà làm công nhân của nhà máy dệt, mùng 8 tháng 3, khi tờ báo đăng bài viết có kèm bức ảnh, bà cắt bức ảnh trong báo, cất đi, coi như báu vật. Đôi mắt già nua của bà Phấn như lóe sáng trước bức ảnh cưới duy nhất. Trong ảnh, bà ôm bó hoa dơn, đứng bên lẽn bên cạnh chú rể. Dù ảnh đen trắng, nhưng bà vẫn nhớ tấm phông đằng sau màu xanh, có dán đôi chim bồ câu trắng đang tung cánh. Ngoài con số đề 25/11/1974, dòng chữ có nội dung vui duyên mới, không quên nhiệm vụ được hầu hết các đám cưới sử dụng, câu khẩu hiệu đó như một mệnh lệnh, nhắc nhở. Bởi đất nước vẫn đang trong thời kỳ chiến tranh, ngày đó, việc chụp ảnh chỉ thực hiện vào những dịp trọng đại. Chính vì thế, bà không có nhiều bức ảnh để lưu giữ. Sau này, khi người con trai đã trưởng thành, bà có nhiều bức hình chụp cùng con trong ngày cưới và những dịp lễ. Sắp xếp lại những tấm hình đầy chất, đầy kỷ niệm, bàn tay nhăn nheo của bà thoáng ngập ngừng trước một phong bì có dấu đảm bảo của bưu điện. Dù đã bóc thư từ tuần trước và đọc thuộc từng câu, từng chữ trong đó, theo đúng nội dung thông báo, chiều này bà sẽ có mặt tại tòa án của huyện. Như vậy, sau gần 2 năm mòn mỏi đợi chờ, cuối cùng bà đã được sống đợi được đến ngày ra tòa. Điều này tưởng đơn giản, nhưng vì trận ốm 10 tử 1 sinh hồi tháng trước, đã có lúc bà tưởng sẽ về với tổ tiên, khi trong lòng còn chất chứa bao nỗi niềm không biết bày tỏ cùng ai. Cuộc đời của bà, kể từ ngày về làm dâu làng Văn Xá, thấm thoát gần nửa thế kỷ. Chồng bà, không rượu chè, không trăng gió bên ngoài, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng đúng như người ta nói, ở trong chăn mới biết chăn có giận. Ông ấy, tính gia trưởng, luôn áp đặt mọi việc theo ý mình. Kể từ ngày bà về hưởng chế độ 1.7.6, mọi việc lớn bé trong nhà đều đến tay bà. Thăm mẹ chồng liệt giường suốt 7 năm, đến khi cố quy tiên, là dâu trưởng của họ lớn, chưa được ngày thành thơi, mọi dỗ chạp lớn bé đều đến tay. Chồng bà thường chỉ nằm ngón tay, rồi pha ấm trà, ngồi rung đùi, thường trà, làm thơ.
hai vợ chồng có duy nhất một người con trai, bà phải nai lưng vỗ béo đàn lợn để có tiền cho con ăn học, rồi tiền lo việc. Bây giờ, con bà thành quan chức, hễ mỗi khi ốm đau, bà vẫn phải lọ mọ bắt xe ôm ra bệnh viện huyện để khám và điều trị. Nghĩ đến cảnh chồng, con bạc bẽo, nhiều lúc bà khóc thầm trong lòng. Đến bây giờ, bà vẫn tự hỏi, sao mình có thể sống cùng với một người vô tâm lâu đến vậy? Bà nhớ rõ lần phải lên bệnh viện mắt Hà Nội để mổ đục tinh thể, gọi điện cho con trai nhờ đưa đi viện. Nhưng con bà nói bận họp, cực chẳng đã, bà phải nhờ chồng đi cùng để làm thủ tục. Tuy nhiên, ông ấy đã nói, giáo hoành, phải đi giao lưu câu lạc bộ thơ. Chính lời nói vô tâm của chồng như giọt nước làm tràn ly. Kể từ đó bà rời xa ngôi nhà đã gắn bó bao năm để về ở với ngôi nhà cô cháu gái bên thôn Hạ từ năm ngoái. Ông nhớ lại những tháng ngày ấm áp đã qua. Khi giải phóng Sài Gòn, ông được phục viên về làng. Con trai khi đó vừa sinh được vài tháng, vốn xuất thân quân năm, nên ông thích được cống hiến cho xã hội. Thời bao cấp khó khăn, ai cũng nghèo, ông được bà con trong làng tín nhiệm, bầu làm chủ nhiệm hợp tác xã, sau đó chuyển qua làm chủ tịch hội nông dân. Hiện nay, ông đương làm chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Lộc Tám của làng, đồng thời kiêm chức trưởng chi hội cựu chiến binh. Tất cả những chức vụ đó không đem lại tiền bạc, nhưng ông cảm thấy hãnh diện. Có lẽ hiểu tính ông, nên mấy 15 năm chung sống với nhau, bà vợ chưa một lần cãi cọ hay hỏi vặn vẹo. Mọi việc thay đổi khoảng 2 năm trước. Hôm đó, thay vì đưa vợ đi khám bệnh theo lịch hẹn, ông nhận lời đi Thanh Hóa để tham gia giao lưu cùng câu lạc bộ thơ ở đó. Lúc bị vợ nhắc nhẹ, dù biết mình sai, nhưng vốn tính bảo thủ và cố chấp, ông kiên quyết không nhận lỗi về mình, thậm chí còn to tiếng trách móc, thậm tệ, và ông không nói thêm câu nào. Sáng hôm sau, bà ấy rời khỏi căn nhà đã gắn bó hơn nửa đời người và để lại cho ông một tờ đơn xin ly hôn. Ngày đó, ông nghĩ và giận dỗi, xách túi hành lý, sang nhà người cháu, dăm bữa, nửa tháng. Ai ngờ bà ấy một đi quyết không quay lại, lá đơn ly hôn như con đê chắn sóng giữa hai người. Đợi cho bà Phấn và ông Sơn ngồi xuống, băng ghế, vị thẩm phán cầm tập hồ sơ, rồi nhẹ nhàng phân tích ông bà đã chung sống cùng nhau được 46 năm. Cuộc sống ngày trước, vất vả như vậy, còn vượt qua được. Tại sao bây giờ, cả hai đã già, còn đưa nhau ra tòa? Ông Sơn đứng lên, ưỡn ngực có đeo đủ các loại huân huy chương, rồi bắt đầu kể tội vợ mình, không nghe lời. Bà là người thụ động, chỉ biết quần quanh xó nhà. Mọi việc giao tiếp hay đối nội đối ngoại, mình ông đảm trách. Bao năm đi phát biểu tại nhiều nơi, ông quên mất mình đang đứng ở đâu. Càng nói, ông càng hăng say, y như phát biểu trước hội nghị. Một lời nhận lỗi, một câu nhắc đến tình cảm vợ chồng, có lẽ mạch nguồn cảm xúc của ông sẽ tuôn chảy đến tận sáng mai, nếu không bị người thẩm phán ngắt lời. Trước khi ngồi xuống, ông tuyên bố, thưa tòa, tôi tuyên bố kiên quyết bảo lưu quan điểm của mình là không chấp nhận ly hôn. Đợi ông chồng nói xong, bà Phấn lập cập đứng lên, trình bày không một lời trách móc hay đổ lỗi. Bà kể lại những năm tháng nuôi lợn để dành tiền cho con trai ăn học, tiết kiệm tiền để chồng thỏa chí tăng bổng với những việc ngoài xã hội. Bà cay đắng nhắc lại 3 lần chồng nằm viện, ông nhất quyết không cho thuê người giúp việc vì chê họ không chu đáo. Mọi việc chăm sóc, miếng ăn, giấc ngủ cho đến đổ bổ, một tay bà đảm nhận. Bà không quên khi mình nằm viện, ông ghé vào thăm cho phải phép. Nhưng việc còn lại ông bắt con dâu tự lò liệu. Kết thúc việc trình bày, bà Phấn bộc bạch với vị thẩm phán một cách chân tình. Thật ra, ông ấy cần một người giúp việc không công chứ không phải một người vợ đúng nghĩa. Bao năm nay, hễ ra ngoài xã hội, ông ấy luôn nhận được những lời khen ngợi vì tính quảng giao và sự sốt sắng của mình. Khi về đến nhà, ông ấy biến thành con người khác hoàn toàn. Không giúp đỡ vợ một tay, nhưng thích lên giọng mắng nhiếc. Nếu tôi còn sống với ông ấy ngày nào, việc hầu hạ cơm nước rồi chăm lo thuốc men, đều một tay tôi phải làm. Nhưng khi tôi lỡ đổ bệnh, nằm một chỗ, lúc đó, ông ấy coi tôi như một gánh nặng. Bà Phấn quả quyết nói, xin thưa với tòa, sống với một kẻ ích kỷ, gia trưởng như vậy, đến hết cuộc đời, quả thật, tôi không cam lòng. Dù biết, ở cái tuổi gần đất xa trời, đưa nhau ra tòa là việc không sung sướng gì. Bà Phấn muốn làm gương cho chính đứa con dâu của mình, bởi anh con trai hiện nay tính nết không khác gì ông bố. Bà bày tỏ,
nếu thương cho hoàn cảnh của mình, tòa hãy sự thuận tình ly hôn để bà được sống thanh thản những năm tháng cuối đời. Chăm chú lắng nghe câu chuyện của vợ chồng già, ngắm hai mái đầu bạc trắng, ngồi nhìn nhau giống như người xa lạ, vị thẩm phán nén tiếng thở dài để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trời về chiều không có nắng, khiến khung cảnh lúa màu xám bạc, từng cơn gió thổi cuốn theo từng đám lá vàng bay tả tơi trong không trung. Đứng trên bậc ba cấp ở sảnh tòa án, bà Phấn chăm chú nhìn ông chồng cũ vừa chui vào chiếc xe taxi. Chiếc xe mất hút phía cuối đường. Lúc này bà chậm rãi rời khỏi trụ sở tòa án, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ thanh thản. Vậy là cuối cùng, bà chút được gánh nặng mấy 15 năm đè thấu tâm can. Cẩn thận leo lên ngồi phía sau xe máy của cô cháu gái. Lâu lắm rồi bà mới có dịp thư thái ngắm phố huyện trên con đường từ huyện về nhà. Hai bên đường bắt đầu lác đác có người chở cảnh hoa đào sớm đi bán dạo. Vậy là không khí Tết, xuân về, báo hiệu một năm cũ sắp qua đi, chuẩn bị cho một năm mới khởi sắc. Khi xe máy chạy ngang chợ hàng quen thuộc, bà nhắc người cháu, con cho bà xuống đây. Bà ghé vào chợ mua con cá chép về om dưa,